còn chưa đi. Nhập vô vai của mày đi, mày cũng là du côn mà, sợ gì chứ, mau lên. Tôi muốn ăn kem. Đồ khốn nạn, thêm chút lửa. Chết đi mày. Coi như tao sợ mày luôn. Sao hả? Mày làm hay lắm mà. Wow, sao tới nông nỗi này vậy? Mà là vừa rồi nó kiên trì diễn xuất, cho nên nó mới được tiền thưởng đó, 20 đồng. Vậy mày còn khóc gì chứ? Trước Miễu Thiên Hậu mày cũng thu được 20 đồng tiền bảo vệ. Coi như là bước đầu á, tuyên dương danh của mày. Cái tướng mày hoài dữ lắm đó, giữ lại cái tướng này nha. Lần sau tao dùng cái tướng này á, thu tiền bảo vệ. Anh Thu, anh giỏi thiệt, giỏi thiệt. Khách sáo. 20 đồng này á, đi ăn mừng đi, đi ăn lòng bò. Mày cười gì chứ? Miễu mày giữ lại cái tướng đó mà. Không được khóc, không được khóc. Khóc cái gì? Không được cười. Khóc đi. Khóc. Không, không, không có gì, cười lên, cười lên. Thằng học sinh đó hả, nó móc con dao ra vậy nè, rồi nó la lối ôm sòm, bay qua bển, la lối đến nỗi chịu không được. Nó diễn hoàn toàn có thần thái đó, thiệt là hay ghê lắm, giống như là xã hội đen vậy. Cũng nhờ nó kiên trì, cho nên nó mới diễn được xuất sắc vậy đó, và lấy được 20 đồng tiền bảo vệ. Mày nói cái gì đây? Là kiên trì đó. Dì Hà, tôi được mà, làm ơn giúp tôi đi. Bây giờ tôi đã có thể nghiệm về cầm dao rồi, quay phim kiếm hiệp cũng hết sảy đó. Mày làm cái gì hả? Mày chưa hại tao tao chết hay sao? Bây giờ còn về đây nói bà cái chuyện này với tao nữa. Cốt đi. Quay. Xin lỗi Sunny, tôi kêu nó về ngay. Kiếm mì kìa, quá trang lẹ lên. Đi. Ờ, cảm ơn. Đạo diễn thấy thằng ok rồi. Sao nó kiếm không được, làm tốn hết thời gian à. Bây giờ kiếm được rồi nè. Mày được có phải không? Được rồi, tôi có thể thấy thân cho chị Quyên mà. Tôi sẽ tận sức mình. Đạo diễn ok. Đốt lửa. À đạo diễn, lát nữa tôi ngoài nóng giận ra, có thể diễn lạnh nhạt chút không vậy hả? Mày cứ tận tình làm đi, tóm lại đừng có quay mặt lại cho tao nhìn thấy là được rồi, hiểu chưa? Dạ hiểu. Đốt lửa, giữ như vậy đừng có chút chích nghe. Chuẩn bị. Ê, thả bồ câu ở đó làm cái quái gì? Tôi cố tình thả mấy bồ câu đó, một lát nữa có mấy màn đánh bồ câu đó mà. Vậy lát nữa nó quay bồ câu bay tới bay lui thì sẽ che đi hết ngọn lửa rồi, bắt nó đi. Dạ đạo diễn. Có thêm vài con bồ câu á thì ý cảnh sẽ cao hơn. Có bao cao hả? À, bao cao thì khó nói gì lắm. Định nghĩa của cao á thì rất là trừu tượng. Tóm lại là cao. Ờ, à, để lên thử coi. Cái người thế thân đừng có quay mặt qua đây nha. Thấy sao hả đạo diễn? Thiệt là cao hơn hả? Nè, mình thử coi cái đầu của bầu cao hướng về. Để tôi thử coi nha. Cái đích con bầu cao hướng về tôi coi coi. Đổi con khác đi. Chuẩn bị. Thôi được rồi, không cần bầu cao nữa. Chuẩn bị nha. Ủa, hộp quẹt của tôi đâu rồi? Anh em cho mồi lửa. Không cháy hả? Anh em cho mồi lửa nghe. Có đây nè. Cô có thiệt, xài được không? Được. Nhanh lên đi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Đừng yên đó, đừng dung chích nha. Ok, action. À, 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 à. Quay nè, quay nè, quay nè. Quay nè, quay nè. Xin lỗi, nóng. Mày làm cái quái gì đi? Trận này cũng như vậy. Thì xin lỗi, anh nóng quá đi. Tao đã nói với mày rồi. Mày nói là được mà. Hay là quay lại lần nữa? Trời ơi, còn quay lại nữa hả? Kiếm một thằng nào khôn hơn đi. Xin lỗi đạo diễn, lết ra ngoài đi. Đi đi. Nè, tao tận sức giúp mày rồi, sau này đừng có trở về đây nữa. Vừa rồi anh cứ ngửi được mùi nướng cánh gà của tôi không vậy? Coi như là tôi cũng hy sinh vì nghệ thuật rồi. Nghĩ lại đi. Trường Dũng, cho nó một hộp cơm gà khác. Được. Dì nha, sau này đừng để tôi gặp nó nữa. Nếu như không thì dì cũng đừng không kiếm ăn. Ờ, à, gì hả? Thôi mày đừng có hỏi tao nữa. Sunny. Ê, cơm gà tây. Nè, cánh gà này khét á hay là tay của mày khét hơn đây hả? Ê, khét không bằng. À, anh nói cho tôi một hộp cơm. Cốt đi. Tà lọt không phải là người hay sao? Nói gì nữa lớn chú mày. Tà lọt không phải là người hay sao? Sao cứ chỉ cho tôi hoài vậy? Mày muốn biết tại sao đó hả? Tôi muốn biết tại sao. Tại sao? Bởi vì mày không đủ tư cách ăn hộp cơm này. Làm như là giỏi lắm thì khắp nơi dạy người ta đóng phim, bắt chước người ta lý luận, dạy người ta vô xã hội đen thu tiền bảo vệ,
đúng là sỉ nhục trình diễn hai cái chữ này. Ê, ồn cái gì đó, làm gì em? Làm gì đi, lại lên. Mắc dịch, trình diễn trước mặt của chú hai mày hả? Đồ chết bầm, làm tốn sức tao. Tụi nó dám thu tiền hai cái xe bán kèm đó hả? Hai cái xe bán kèm đó là của tao đó mà. Tụi nó làm vậy không coi Hồng Gia là đã gì hết. Anh em, lấy đồ nghề ra. Anh Thu, đi chung với chúng tôi đi, để thể nghiệm dân mà giá chúng tôi kiếm bằng thế nào. Luôn tiện canh chừng anh em chúng tôi. Anh em, đi. Không ngờ, cháu đi đâu vậy? Bà nội à, bà ra làm gì chứ? Cái phổi bà mới được khỏe lại thôi. Coi chừng bị cảm đó, uống thuốc chưa vậy? Uống rồi, cháu đi đánh lộn hả? Không phải. Đừng có đi. Đã nói không phải mà. Đừng có đi đánh lộn nữa. Không phải. À bà hai à, anh không phải đi đánh lộn đâu. Anh đóng kịch thôi mà. Sân khấu kịch đầu sớm đó có Lôi Vũ đó, đi coi đi. Lôi Vũ hay lắm à, Lý Tiểu Long, Bạch Yến và Ngô Sở Phạm. Phản ứng nhiệt liệt lắm. Cho nên bây giờ chúng tôi diễn thêm tuần nữa. Chúng tôi đi tập nha. Cháu đóng kịch hả? Đúng vậy. Thiệt tình, cháu của tụi nó biết đóng kịch. Giỏi quá, bà nội vui lắm. Tốt quá. Được rồi bà nội à, đi vô đi hả? Hey, tôi anh hùng suốt một đời á, bị bả phun nước miếng đầy mặt hết trơn à. Bà nội của anh một mình nuôi anh tới lớn, bà mới là anh hùng đó. Anh coi bà nội của anh kìa, bà vui mừng biết mấy. Coi bà nội anh kìa, thấy mặt bà hớn hở ghê chưa. Đừng có đánh lộn nữa, đi tập kịch đi. Nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ nuốt bốn chữ Đông Á bệnh phu này vô bụng. Có phải mày không phục không đây? Cái câu mà có phục hay là không phục, anh phải thêm một chút áp lực nữa, như vậy mới thấy được sự phẫn nộ của anh chứ. Thôi khỏi đi, đâu có ai coi chứ. Khi không anh dàn cái trận tình võ môn này làm gì, còn kêu chúng tôi á ăn mặc kiểu như vậy nữa. Tôi thiệt tình để mặt của anh mới ăn mặc như vậy thôi à, phải không mày? Tôi muốn đổi lại cái đầu tóc giả thôi. Đi về đi. Nhỏ hết sảy thiệt. Có phải đào của anh không? Đương nhiên rồi, tỉnh táo chút đi. Được, làm tiếp. Nè, nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ nuốt bốn chữ Đông Á bệnh phù này á vô trong bụng. Nhóc con, mày phục chưa hả mày? Chạy chủ nhanh lên. Lúc mà chúng tôi đang biểu diễn, chúng tôi nhập vai kìa lắm. Cô chạy lên sân khấu làm gì? Như vậy nguy hiểm lắm biết không? Tôi thấy mấy anh chị đã quá nên mới lên chị chung. Tôi chọn cuốn phim tình võ môn này là bởi vì nguyên nhân trên thương nghiệp, bởi vì nó có những màn action dễ được khán giả chấp nhận hơn, còn có máu mủ, có nước mắt nữa. Tôi có máu mủ và nước mắt mới đúng, không biết xương sống có bị cong hay không. Lần trước thấy không vui cho nên tát anh một cái, nên lần này định tới đây xin lỗi với anh. Khờ quá, bữa nay cô để mặt tới coi vậy chúng tôi đã cảm kích lắm rồi. Cảm ơn làm gì? Thiệt hả? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Sự cổ vũ của cô, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Anh được mà. Ê đúng rồi, lần trước anh dạy cho tôi cái kiểu con ngỗng đó. Cái đám đàn ông thiệt nâng cái đầu của tôi lên như vậy nè. Chào ông. Qua wow, mấy thằng chả thì quái lắm, bây giờ tôi rất là đông khách. Thiệt hả? Đúng vậy, bây giờ rất nổi tiếng. Chúc mừng cô nhất định sẽ trở thành vũ nữ xuất sắc nhất. Cảm ơn. Anh cũng sẽ trở thành một tên sự một chép bầm nổi tiếng. Cảm ơn. Coi kìa, phía trước thì tối thui, không thấy cái gì hết. Cũng đâu phải, trời sáng sẽ đẹp mà. Thôi tôi về.